Người ta có tiền, người ta mua nhẫn đẹp. Ai như tôi. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương. Tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đan nhân cỏ, tặng em coi như bó ngỏ. Thầy mẹ có vẻ ứng lòng. Em ơi, anh đâu có ngờ tình ta như cánh diều bay, bay cao đức chỉ cho diều, diều nó bay đời gian dối. Tặng cho anh cái bộ bà ba nè. À, cảm ơn nha. Tự nhiên tặng cho anh vậy? Thì tôi thấy anh có một bộ đồ à, cho nên là tôi tự tay tôi may tôi tặng cho anh đó. Mà kể từ rày anh đừng có qua đây nữa. Là má tôi á không có cảm tình với anh, mà tôi á thì không có muốn cãi lời má đâu. Cho nên tôi tặng cho anh bộ đồ này á, cũng coi như đây là lần cuối cùng tôi với anh gặp nhau. Anh đi về đi. Em có thương anh hay không? Không. Tao tìm hiểu kỹ rồi, nhà bà Hai luôn rất giàu. Hôm nay nhất định chúng ta phải ăn cắp được. Biết chưa? Biết rồi. Mày vô trong canh chừng. Vô trong canh chừng. Nhanh lên. Ra ra ra. Ra ra. Đôi mắt người xưa bao lần ấm ướt đai tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm diễn nụ cười. Có ai đây không? Cho tôi xin một chút tiền. Mấy đứa ăn mày mà làm hết hồn hết chí à? Ủa mở chi mắt công? Đi đường này cho nhanh. Đi đường này quá, nhanh lên, nhanh lên. Đứng nó canh, đứng nó canh. Đi rồi, đi rồi. Đôi mắt người xưa bao lần thắm ước dài tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm viên nụ cười. Ơi ơi, có ai có xin chút tiền cho xin chút tiền đi. Ê, đứng lại mày. Trời ơi, Thảo ơi, Thảo. Dạ. Lên đây má biểu. Có chuyện gì má? Má nói với con rồi, mấy đứa nghèo á, nhiều khi nó xấu tính lắm, nó hay ăn cắp lắm. Đó, má ra đây, má thấy nó ôm hai bao gạo định đi đâu đó. Bởi vậy ta nói cái xóm này hổm rài ở đâu á, mất gà, mất vịt, ai biết ai ăn cắp, ai về là mày á hả? Sao anh lấy đồ của nhà em vậy? À, anh không có lấy. Mày không lấy chứ ai lấy? Hồi nãy con thấy có hai người kia kìa chạy vô đây lấy. Cái xong lúc mà người ta chạy vô, người ta thấy con không có lấy nữa. Tại họ sợ là con tưởng họ lấy, họ chạy đi lúc đó con mới lấy. Con nghe nó nói không? Nó nói chính miệng, nó nói là nó lấy đó. Ai không lấy là nó lấy chứ ai mà lấy. Mày đó, lúc nhà mày cháy, bày đặt á hả, lao vô cứu cha cứu mẹ. Rồi cha mẹ mày, mày có cứu được không? Sao giờ mày không lo cứu bản thân mình đi? Con đó, từ rày mắt cấm nghe chưa? Ở trong nhà cho má, khi nào mà có lệnh má thì mới được bước ra ngoài. Đi vô. Má à. Đi.
cửa trái tim ván em được vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tên nắm cánh thận thờ. Nhìn lòng mắt răng ta để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim say cùng tình này cũng mong lung. Tìm em ai quá để anh lạnh lùng. Thảo, bao tiền của má đâu con? Dạ. Ê! Thằng kia! Nhớ mặt hai đứa tao không? Đôi mắt người xưa bao lần thấm ướt vai tôi. Mày làm gì vậy? Tao không có mù. Giận mặt với tao hả? Dạ không có. Mày có biết là tại mày cản đường hai anh em tao? Dạ. Mày thích cản đường hả? Không. Cản đường hả mày? Cản đường hả mày? Lấy bao gạo! Nhanh hả mày? Ê, ê, ê! Bao gạo có tiền, bao gạo có tiền! Lấy tao hả? Đánh chết luôn! Có người, có người, có người! Đi đi! Có người, có người tới kìa! Có người hả? Nè! Nhớ mặt tao! Bớt lo chuyện bao đồng đi! Dũng, cô xin lỗi con. Má ơi, cái bao tiền của má nè. Sao anh còn vẫn ở đây? Sao tôi nói anh đi đi mà sao anh còn chưa đi? Anh đi đi, anh đi đi. Còn anh thấy má tôi ra đây rồi không? Má, thôi mình vô nhà đi má. Ôi, cửa tim em bằng vàng, anh gõ cửa miên man mà em không chút hỏi anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phim xa lỡ phim say cùng. Tình này cũng mong luôn tìm em ai qua bây giờ á. Tôi cho cậu quen con gái tôi rồi cậu có cái gì cậu lo cho nó không? Bác nhìn con đi bác,
Em nhìn anh đi, từ ngày cha mẹ anh mất đi, trên mình của anh không còn cái gì ngoài ghẻ hết. Hả? Không, mày giỡn tao hả? Con nghèo lắm bác ơi, con không có tiền gì hết đó. Anh nghèo nên chắc nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đan nhân cỏ, tặng em coi như bó ngỏ. Thầy mẹ có vẻ ưng má tuyên bố kể từ ngày hôm nay không có ai khóa hai trái tim của hai đứa nữa. Nhưng mà cho má hỏi một câu, rồi ai khóa trái tim má? Bà khóa chứ ai khóa mà hỏi. Hả? Tim em ai khóa? Để anh lành. Xin cảm ơn một tiết mục rất dễ thương của Tuấn Dũng, Lý Thu Thảo. Ai làm hóa trang cho em hay về Dũng? Dạ, cái này tự, cái này tự làm, làm nào? Chị tự làm. À, dạ. Cái đó là đắp mặt thôi. Dạ, cái này là cái này là cái lớp mặt nạ ở dưới, còn trên là mặt khác. Chị Cẩm Ly ơi, thấy chị đang hình như hơi đau đầu. Không, tại vì nó có nhiều cái khó hiểu quá cho nên là chị hơi bị lung tung chút xíu. Cái đường dây kịch bản của mình á, mình xử lý nó chưa được khéo cho lắm, nó khiến cho cái mạch cảm xúc của kịch đó nó bị gián đoạn. Chẳng hạn như là bà mẹ xuất hiện là lúc tình ngay Lý Giang, Dũng bị phát hiện như vậy. Bà mẹ mắng một hồi xong rồi bà mẹ lại vào bên trong và để lại hai cái bịch tiền đó luôn, không quan tâm, cửa nhà cũng không đóng lại luôn. Mấu chốt giống là bà mẹ quên đóng cửa. Chạy chương trình là như nào? Có đóng cửa mà hôm nay quên đóng. Hoặc là hôm qua làm là cửa cuốn. Tôi thấy Thảo ơi, Thảo có một giọng hát quá hay. Em cất lên giọng hát em nó lồng lộng, nó căng tràng. Và anh thấy theo cái tai của anh thì anh thấy em hát ở cái tầng cao cho đến tầng thấp nó đều rất có cảm xúc, rất là hay. Thế nhưng nó lại đối nghịch với cái phần diễn của em, đang trong một hoàn cảnh là em phải đứng đối diện với nhân vật để em diễn tả cái tâm trạng của em, thì em vẫn phải ăn gian mặc ra phía khán giả này một tí. Có khen có chê, mình giữ những lời khen để có tinh thần, nhưng mà những lời chê đó sẽ là hành trang ở những vòng tiếp theo. Dạ, mà chủ yếu là về cái cổng. Thí dụ mình để cái chi tiết nuôi thằng chó bẹt rê thì biết đâu là đỡ được trời, cái cảnh này rồi đúng không? Đội áo bà ba mà chị chơi tặng cho nước ngoài không chị? Diễn viên thì họ sẽ quên thôi, mình diễn sẽ có chi tiết mình quên thôi. Nhưng mà nếu mà chương trình đầu tư luôn hẳn một cái cửa lùa chẳng hạn thì sẽ khó quên lắm, cứ người bấm cái tuốt nó chạy vô chạy ra không đúng có rồi, quên được. Bình thường diễn viên quên là chuyện bình thường và MC dắp cũng là chuyện bình thường anh nha. Em nghĩ là Dũng và Lý Thu Thảo nên vào trong để mình tiếp tục thưởng thức chương trình ha, để cho Hữu Tính an lòng dẫn tiếp. Dạ, vô trong coi chừng anh đó Dũng. Quay trở lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi tiếp theo cùng với một tiết mục biểu diễn ca ngợi tình yêu của mẹ và gia đình. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với liên khúc tiếp theo. Tròn chữ hiếu mới là đạo.
nay con có nấu cơm cho mẹ đó. Hôm nay ngày gì mà con trai của mẹ nấu cơm cho mẹ ăn? Mẹ, con định lên thành phố để làm việc với mẹ. Nhà mình chỉ có mỗi con. Bây giờ con đi rồi á, thì mẹ sao ạ Nguyên? Sống làm sao ở quê nghèo này hả mẹ? Bao thanh niên á, nó cũng đi làm hết rồi. Chỉ có ở thành phố á, mới có tương lai thôi mẹ, nha. Nhưng mà một mình con nó đất khách quê người, nhỡ đâu con gặp khó khăn bệnh đâu, rồi ai lo cho con hả Nguyên? Mẹ nói mẹ thương con á, mà sao mẹ không nghĩ đến tương lai con hả mẹ? Thôi, ngồi ăn cơm với mẹ đi. Mấy cái trái na sau vườn mình đã chín rồi. Đợi mẹ xíu, mẹ ra mẹ hái rồi mẹ con mình ăn cơm luôn. Dạ. Nguyên ơi, Nguyên ơi, chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi chờ con ơi, mẹ chờ con, mẹ chờ con. Mẹ ơi, nhà cửa trống quơ trống quắt vậy ta? Chiều về rồi đó hả? Chú Bảy, nãy giờ con về, con đâu có thấy mẹ con ở đâu đâu chú Bảy à. Thì tao cũng đâu có thấy. Chú Bảy nói vậy là sao chú Bảy? Sao mà thấy được, vì bà đâu có hiện hữu ở trên cõi đời này nữa. Bà chết rồi. Chú nói thiệt hả chú? Bà thương mày biết là bao nhiêu, gom góp tiền bạc, dây người này mượn người kia để cho mày lên Sài Gòn, mày làm ăn, rồi đi bao nhiêu năm trời, mày có về nhà mày thăm bả ngày nào không? Bả nhớ mày, bả viết thư, bả muốn gửi lên bả thăm hỏi mày, rồi bả nhận lại được cái gì? Mày không trả lời thư của bả, mày tệ lắm. Còn mày không tin tao á, thì mày cứ bước vô trong nhà mày coi kìa. Chị Hai ơi, thằng Nguyên nó về rồi đó chị. Và từng ngày mẹ mong, lớn không đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buông rồi không lao
nỗi buồn mẹ tôi. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Bao năm mẹ vất vả lo cho con từng miếng cơm manh áo. Con chưa báo hiếu cho mẹ ngày nào. Bây giờ con về. Mẹ, con thôi. Rồi ngày con trở về đây, mồ kia xanh cỏ, mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi. Mẹ chờ con, mẹ còn đâu. Cảm ơn Hoàng Nguyên và Yên Nhiên. Hữu Tính có công nhận là cái bài hát Nỗi Buồn Mẹ Tôi của anh Minh Vi sáng tác đã buồn thấu ruột rồi, mà cái kết của tiểu phẩm này làm cho người ta cũng không cầm được nước mắt nữa. Với nhạc sĩ Minh Vi là cha đẻ của ca khúc này, cũng như chị Cẩm Ly là người đã hát ca khúc này rất nhiều lần và lay động bao nhiêu trái tim, thì không biết là chị Cẩm Ly cùng với anh Minh Vi sẽ góp ý gì cho bạn ? Chị thích là cái bài này, cái kịch bản xuyên suốt trong hai cái bài hát, cho nên nó sẽ tạo cảm xúc cho cái người nghe nhiều hơn. Chị thấy cái sự tiến bộ của Nhiên và Nguyên. Tụi em là thường thường là đứng một chỗ hát, mà hôm nay tụi em diễn như vậy cả một sự nỗ lực. Chị ghi nhận cái điều đó. Chỉ có điều là Nhiên lúc đầu á, em diễn chưa có ra thần thái của một cái bà mẹ lớn tuổi như thế, và em không nói chuyện, không nhìn con. Còn Nguyên, chị thấy một cái đoạn mà em chưa diễn ra một đoạn, đó là khi ông Bảy ông báo tin mẹ mình đã mất. Cái đó là một cái cú sốc rất là lớn, nhưng em rất là bình thản. Càng về sau, tụi em nhập tâm vào, cho nên càng về khúc cuối tụi em diễn tốt. Chính vì cái nhập tâm như thế cho nên Nguyên bị lạc giọng ở cái đoạn cuối. Chị hiểu được là do em quá xúc động. Nhìn chung hôm nay chị ghi nhận cái sự nỗ lực và sự tiến bộ của hai đứa. Và chị rất là mong rằng với cái đà này thì cứ cố gắng mình sửa mỗi ngày mình diễn sẽ tốt hơn. Cái hình ảnh mà tôi thích nhất, dùng từ thích nhất là bà mẹ bị đơn côi và rất cô độc ở một cái miền quê, và mỗi một buổi chiều là mẹ chỉ ra và nói chuyện với con chim ở trên cành thôi. Cái nỗi đau họ dễ sợ lắm. Từng cái động tác của người mẹ này cũng phải chậm, nhưng đâu đó Nguyên có cố gắng để làm. Hai bạn này vẫn có xung đột nha. Khi tập những cái mà tình cảm đó, em ngồi xuống em ôm mẹ, tụi em không làm, không ra, tụi em không thử, và tụi em nói thôi cứ để ngày mai diễn xuất tao, anh nói làm đi, làm thì sẽ có được, sẽ thấy cái vụng về như thế nào. Đây là cái rút kinh nghiệm nha. Mình phải thử mình làm đó. Ngay cả mẹ mất làm sao, khóc làm sao, thiệt làm sao, đâu có biết được cảm xúc. Thì nay cảm xúc nó đông đầy, nó ào 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 tới, thì là mình không có kìm được cảm xúc mình lại. Còn hôm nay là một tiết mục khá tốt, hoàn chỉnh. Anh chúc mừng tiết mục diễn xuất đầu tiên của hai đứa trong nghề hát của hai em. Dạ. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi. Dạ, hãy dành một tràng pháo tay cho Hoàng Nguyên và Yên Nhiên cùng những nỗ lực của họ trong tiết mục này. Và xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi với ca khúc Nỗi Buồn Mẹ Tôi ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiết mục kế tiếp là của diễn viên Đông Dương, và hôm nay sẽ kết hợp với nghệ sĩ Như Huỳnh một liên khúc Đừng Nói Yêu Tôi và Người Giàu Cũng Khóc. Vâng, và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho Như Huỳnh và Đông Dương.
Mới đó mà đã 2 năm rồi. 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thiệt. Hôm nay Dương có thấy tôi có gì đó lạ không? À, dạ có, đúng bộ đồ này 2 năm trước em đã gặp được chị. Anh còn nhớ? Sao em quên được? Nhờ em gặp được chị mà em may mắn được gì làm bảo vệ cho chị. Em không còn phải dãy nắng dầm mưa nữa. Vậy 2 năm qua anh thấy tình cảm của vợ chồng tôi như thế nào? Dạ, vợ chồng anh chị đối xử rất tốt với em ạ. Anh cảm nhận gì về tình cảm của vợ chồng tôi? Vợ chồng anh chị có nhà cao cửa rộng, có cả một cái công ty lớn như vậy. Thật sự em thấy gia đình chị rất là hạnh phúc. Hạnh phúc? Dạ. Dương có biết hôm nay là ngày gì không? Dạ, hôm nay là ngày mà 2 năm trước em gặp được chị. Và cũng là ngày sinh nhật của tôi. Có thể cùng tôi thắp nến được không? Dạ. Tôi nhớ tới ngày xưa, chồng tôi mỗi lần sinh nhật hay ở bên tôi. Nhưng mà những năm nay thì... Chị chị đừng có buồn. Anh lúc nào cũng thương chị hết. Thương tôi sao? Dạ đúng rồi. Thương tôi mà những lúc như thế này anh lại bỏ rơi tôi. Anh ơi, tôi biết có một người luôn yêu thương, luôn quan tâm tôi. Người đó là anh. Có đúng không anh? Anh có tình cảm với tôi mà đúng không? Có đúng không vậy Dương? Chị ơi, chị đừng có đùa vậy. Tại vì ảnh đi, ảnh lo nhiều công việc của công ty quá rồi, ảnh bận. Cho nên ảnh không có nhiều thời gian cho chị. Chứ thật sự ảnh rất là yêu. Chúng ta là kẻ đau khổ, chúng ta hãy đến với nhau để xoa dịu nỗi đau. Dương ơi, có được không anh? Dạ, đừng. Chị đừng nói vậy mà. Dương, em Dương ơi, tôi đã lỡ yêu. Đừng. 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 Đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói. Đừng. Đừng nói yêu tôi như đùa vui trên môi. Đừng, đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, chứ yêu không còn nghĩa giữa đôi ta từ đây. Chứ yêu đương trên đời gian dối tim nhau mà thôi. Đừng, đừng nói yêu tôi như người say thường muốn nói. Đừng, đừng nói yêu tôi khi lòng già chia đôi. Đừng, đừng nói yêu tôi, đừng nói. Bây giờ
gian khờ ơ. Trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Dương thấy đó, cuộc sống của tôi không thiếu một thứ gì cả. Công ty là do tôi nắm quyền điều hành. Bây giờ Dương cần gì, Dương cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng cho Dương tất cả. Chỉ cần... Tôi không cần tiền. Kỹ dầm nhà, nghĩ sao vậy? Mặt đẹp, da đẹp, người đẹp, làm hành động không đẹp, lấy vợ người ta, dạ, hả? Dạ, mày muốn chú làm phi công à? Mày lái máy bay bà già. Ông im đi. À, mày im đi à? Nhìn thẳng vô mặt tôi nè, bà nói tôi á là mặc đồ màu mè, không ra đàn ông. Tôi đàn bà, đúng rồi, tôi yếu sinh lý nè. Những cái đàn bà của tôi đem tiền về cho bà, nuôi cho bà trắng da dài tóc. Rồi bà đi lấy bậy. Ông im đi. Tôi không im. Tại sao ông lại vu khống cho tôi? Tôi vu khống bà hồi nào? Ông đừng tưởng rằng ông dùng lý do đó để bôi xóa cái chuyện ngày xưa. Ông đã cho người truy sát tôi để cướp đoạt tài sản là ông, có phải không? Phải đó. Tôi làm chuyện đó vì ai? Vì em. Tôi muốn bắt em lại bên tôi. Còn bây giờ bà muốn gì? Bà muốn theo tình nhân của bà vậy? Được, tôi sẽ ký giấy ly dị cho bà đi theo nó. Dưới điều kiện bà giao công ty này cho tôi. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ hả? Tôi sẽ cho hai người ba nốt nhạc đồ rế mí. Tôi đếm chữ mí là thằng này biến khỏi cái đất này. Ông dám? Ông không được ép vậy. Nhẹ tay mày, nhẹ tay. Mày biết cái này là cái gì không? Tao chỉ cần nghĩ một cái thôi. Đừng mà tôi. Một là mày ký. Hai là tao mày. Đừng để tôi ký. Tôi ký. Mày đừng làm gì quýu vậy?
cuộc chơi thôi mà, đứng nước thôi mà. Tôi đã không còn gì nữa, tôi chỉ còn có một trái tim để yêu Dương. Dương có bằng lòng đón nhận nó không? Dầu sang có nghĩa gì đâu, có chẳng mua được đôi sầu riêng tư. Gái đã in sâu vào lòng, cho dù bạc tiền tựa non cao, làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời. Tình yêu đâu có xa vời, luôn luôn quấn quý bên ta hiền hòa. Nhưng tình vẫn phải chia xa, người giàu cũng khóc. Tôi giàu mà, tôi muốn mua gì mà không được. Vì tình yêu, tôi đánh đổi tất cả. Nhưng nào, tôi có được tình yêu đâu. Tiền có thể mua được tất cả, kể cả hạnh phúc. Nhưng không ai đem hạnh phúc của mình đi bán. Tiểu phẩm quá xuất sắc. Người xem cảm thấy là lôi cuốn từng hành động một, rất là hấp dẫn. Thì bây giờ muốn biết là hai diễn viên của chúng ta đang có cảm xúc như thế nào, có hài lòng với phần này hay không ạ? Đến với cuộc thi thì tụi em cảm giác như mình được thăng qua, mình được làm cái live show cho riêng mình. Hả? Thật, có được một cái live show để sau này già có tuổi về dưới quê coi lại thấy cũng vui vui. Dạ. Ok, cái này anh ở trước để anh tiễn Hoàng Mập vô trong trước đã. Hình như đứng đây chiếm khung hình hay sao á, xích xích gan mình tao kinh cái cặn coi. Thực ra là cái tiết mục này hai bạn phải cảm ơn anh Hoàng. Hai bài hát này không phải là hai bài hát bolero mà quen với lại khán thính giả. Nên cái kịch bản tụi em ít nhiều gì đó, cái nội dung tụi em phải bó buộc vào trong bài hát này. Hoàng Mập làm cho cái kịch này sôi động hơn. Nhưng chính vì cái feel quá Hoàng Mập mà nói sai một câu. Em nói là chuyển công ty, vợ em giàu chứ không phải em giàu. Nên em có nói là em chuyển công ty cho bài đó, em bị sai một cái nội dung đó. Chứ bà xã anh ngồi đây em hỏi, ủa vậy cuối cùng là ai giàu? Kịch Mỹ mà anh, phải kinh dị hồi hộp tao không hiểu mới coi lại lần hai. YouTube nó mới lên. Em thấy bây giờ mà cái gì không hiểu tao coi tới luôn. Trước khi rời khỏi sân khấu này cũng cảm ơn anh Vi rất là nhiều. Thật sự thì từng rồi Hoàng có việc, Hoàng phải đi từ thiện với Bến Tre, không hề coi tiết mục này hết. Thì hôm qua Dương nói là anh lên coi mẹ em đi chứ, tụi em cũng không tự tin lắm. Thì Hoàng ngồi đó Hoàng coi thì mới có nửa tiết mục thôi, anh ấy gọi lần pin. Hoàng cái gì lạc nhách vậy, cái gì ghê vậy, em có làm em có biết. Rồi anh cứ nói một câu là anh không biết, trong vòng đêm nay em phải vô làm. Vậy thôi, gọi em về đi. Dạ, gọi em đi xuống. Rồi xong cái này là mình đi từ thiện tiếp. Dạ. Hai bài hát vừa rồi thì tôi thấy là Huỳnh hát tốt hơn. Có cảm giác như là em thuộc bài và em nhập bài hơn. Còn về phần Dương thì anh phải rất tiếc nói rằng là trong cái tiểu phẩm vừa rồi ít có đất diễn cho em quá. Cảm ơn hai em đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Như Huỳnh và cảm ơn sự bản lĩnh của Đông Dương. Và chúng ta sẽ chờ đợi họ ở phần tiếp theo nhé.
Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp xuôi sẽ tan. Anh tính, anh ổn không? Anh lại bị người ta bỏ rơi, anh thất tình nữa rồi. Em biết là anh đang buồn, nhưng mà mình là một MC, mình có thể phát âm chuẩn là bỏ rơi không anh? Rờ mà, rờ ơi dơi. Dạ, ca khúc Xa Ngang này cũng rất là hợp trong cái bối cảnh chương trình ngày hôm nay. Yêu nhau đừng nói trăm năm, một năm còn khó, trăm năm cái cùi á. Em nói gì vậy? Em không biết nữa. À, trăm năm chết liền. Dạ. Nói chung là nghe văn từ của em xong, anh vẫn không thấy gọi là em an ủi anh được tí nào. Em muốn trấn áp anh bằng cái sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Dù cho người ta có xa ngang, dù có tình lỡ, thì vẫn phải đẹp, vẫn phải rực rỡ như là nam em ở trên sân khấu ngay sau đây. Được không? Được. Nhưng cái vẻ rực rỡ đó cũng phải được tôn vinh bằng một người đàn ông cũng thật là điềm tĩnh và ngọt ngào. Và anh đoán được đó là ai rồi đó? Đó chính là ca sĩ Mạnh Đồng. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn thương nhớ ơi. Em hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã dở dàng. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi hết sung vầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thả dương gian đừng có chung mình. Là em sao Nam em? Hay là lại là giấc mơ của anh? Nam em, đúng là em rồi. Đúng là em của anh rồi. Em, anh nhớ em lắm. Mà tại sao em lại vào được đây? Tại sao tay của em lại lạnh như vậy?
Năm em. Em sẽ kể anh nghe một câu chuyện nhé. Có một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó và không được ở bên cạnh gia đình. Tới lúc cô trưởng thành thì ba của cô mất. Cô chưa bao giờ có một cảm xúc, một cảm giác yêu thương từ một người đàn ông. Sau đó cô ta gặp được một anh chàng rất là đẹp trai. Lúc đầu thì cô ta nói với lòng mình rằng là đừng bao giờ yêu nha, và tìm mọi cách để từ chối. Nhưng mà không hiểu tại sao, càng từ chối thì tình yêu càng sâu đậm. Cô gái đó đã dành hết những gì mà mình có thể làm được cho người đàn ông đó. Rồi một ngày đẹp trời, người ta dắt cô gái đó đi chơi. Sau rồi người ta nói là em về nhà đợi anh nha. Cô gái đó cũng đợi đó. Đợi từ ngày này qua ngày khác mà không thấy một tin nhắn, một cuộc điện thoại. Ngay cả sống chết mình cũng không biết người ấy có còn tồn tại hay không. Anh vẫn còn, anh vẫn còn đây mà. Là rời xa em, nhưng trái tim anh lúc nào cũng hướng về em cả. Hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau đó. Tất cả những ngày gặp em đều là ngày cuối cùng cả. Em chán vậy hả? Thì từ đó giờ em vẫn nói là anh chán mà. À, anh thật nhạt nhẽo. Cho miếng muối vô được không? Anh nhạt nhẽo lắm. Chỉ có tình cảm anh dành cho em là sâu đậm thôi. Em đừng đi. Đừng làm một bức ảnh trong tâm trí anh nữa được không? Anh nhớ em lắm. Trong gai bước vào đời nhau bao
rồi. Còn chi đâu em ơi. Thôi đành vui xấu tâm tư thôi. Hết rồi còn chi đâu em ơi. Hết rồi còn chi đâu. Và thưa quý vị, đó là Mạnh Đồng và Nam Em. Xin mời nhạc sĩ Minh Vi sẽ có đôi lời. Đồng hát đoạn đầu của cái bài Tình Lỡ, lúc mà xong ca thì Đồng bị chinh chút xíu. Khúc sau thì lại Nam Em cũng hơi chinh một xíu của bài sau. Hai bạn có tập với nhau không? Không có đúng không? Anh nghĩ là tới lúc đó, chỗ đó thì Nam Em nói thôi cứ để đó, em sẽ nói gì vậy đúng không? Đồng anh cứ ngồi nghe là tiếp. Tại vì tất cả các đội khác họ có cái người trợ diễn, và cái người trợ diễn hỗ trợ rất nhiều trong cái kịch bản của tụi em. Anh chỉ tiếc cái đó chút xíu thôi. Còn nếu như tụi em vẫn chơi luôn, tôi chơi tông lạnh, thì mình làm giống như tuần trước anh cái thuyền sen vào một cái khói lạnh. Tụi em hát, lúc đó cái giọng hát tụi em được tôn vinh rất nhiều so với cái này. Thì vì cái thời gian mình dàn trải nhiều quá mà cái nội dung mình hơi mông lung, nên hơi tiếc đó thôi. Chứ phần hát tụi em anh vẫn đánh giá là một cặp hát rất đẹp nha. Nhan sắc có, nhất là đứng kế bên Tính là nhan sắc tôn vinh rất là nhiều. Rồi, chúc mừng hai bạn. Trong tiết mục vừa rồi anh cảm nhận là đó là một cái câu chuyện. Cho đến lúc là Nam Em trong những cái sương khói và bước ra có những cái lời gọi là tự sự đó, thì trong cái tự sự anh chắc chắn luôn là em đang nói về mình trong đời thực, đúng không? Phản đối hữu hiệu, không xâm phạm vào đời tư. Thực sự là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc của người xem. Vì sao anh hỏi như vậy? Bởi vì trong những cái dẫn dắt từ đầu Mạnh Đồng đi ra, và Mạnh Đồng hôm nay thực sự là một cái sự tiến bộ của Mạnh Đồng rất là nhiều về cái mặt diễn xuất, những cái bước chân nặng nề và đầy ưu tư, thì anh vẫn đang tưởng tượng Nam Em đó là một cái linh hồn hay là một cái hình bóng từ hồi ức, từ quá khứ, hoặc trong một cái cõi âm nào đó trở về. Và anh hơi nổi da gà lúc mà Mạnh Đồng hỏi Nam Em, mà Nam Em cứ lắc đầu và không có trả lời. Và đặc biệt là có một cái đoạn Nam Em đang đi nhẹ và đang diễn xuất với một tông lạnh, thì gạt tay vô chỗ cái ly nước để cho Mạnh Đồng ngồi. Rồi sau đó có một cái câu là anh hơi bị thiếu muối hay gì đó. Thì trong một cái mạch cảm xúc đó, nó đang lạnh, theo cái tông lạnh thì mình cứ theo một tông đi. Mình lại thêm những cái câu thoại đó vào, với lại thêm những cái động tác, mà tự nhiên em không còn là người trong tranh nữa. Đó, thì đó là vì sao anh hỏi là nó là đời thực hay là nó trong cõi mộng. Nó làm cho anh cảm thấy phân vân. Nhưng mà tổng thể của tiết mục thì thật sự là anh cũng thích cái ý tưởng này. Để cho em nói vài lời nhé. Tại vì sự kịch bản đầu tiên thì không nói nhiều vậy, không có liên quan gì đến cái đoạn mà lúc mà em với Nam Em ngồi nói chuyện cả. Em cũng đang lắng nghe, hôm nay sẽ lên này để nói những cái lời nào chân thật nhất với em. Em cũng ok, anh sẽ chiều theo em luôn. Em cũng hơi ngỡ ngàng nhưng mà em đang cố gắng cuốn theo câu chuyện của Nam Em. Và cái nhân vật của Nam Em khi mà thoại á, nó làm vỡ đi cái nhân vật trong cái trí tưởng của em. Nghĩa là nhân vật của em nghĩa là một người say rượu, Nam Em là một người trong cái cơn say của em thôi. Nhưng mà vô tình hôm nay Nam Em nói nhiều câu nó thật lòng quá ấy, cho nên người xem sẽ nghĩ là một người thật, không phải là người trong mộng. Cho em nói một câu. Em xin lỗi tất cả mọi người. Em cảm thấy em làm cái điều đó đúng hay sai mà em phải xin lỗi? Em có lỗi với anh Đồng rất là nhiều. Thật ra anh Đồng luôn hỗ trợ, luôn giúp em mọi thứ. Và kêu em là đi tập này cái kia nọ này, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà cuộc sống em dạo này nó cũng giống như bài hát á, nó cứ ương ương dở dở, nó không đi tới đâu hết. Trinh nghĩ là Mạnh Đồng sẽ hiểu, và mình còn mong thấy được Nam Em và Mạnh Đồng còn đi xa hơn nữa trong cuộc thi này. Mong là Nam Em thật bình tĩnh và tập trung để lấy lại phong độ. Cảm ơn những nhận xét quý giá của ban giám khảo, và hy vọng là các bạn sẽ giữ tất cả những lời khuyên này và những cái tình cảm của ban giám khảo cũng như khán giả để tiếp tục làm động lực đi tiếp, đặc biệt là Nam Em nhé.
Cố lên. Và xin tạm biệt Nam Em cùng Mạnh Đồng để chúng ta tiếp tục đến phần tiếp theo, đó là công bố kết quả của chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại năm cặp thí sinh đã thể hiện hết mình trong đêm thi hôm nay. Kính thưa cô, chú, anh, chị, em, Hữu Tính biết rằng là trong tối đêm nay mọi người đã cố gắng hết sức, đã nỗ lực hết mình để ghi được một cái dấu ấn trong lòng ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đón xem ai sẽ là người đạt được giải thưởng ấn tượng nhất. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời đại diện ban giám khảo, nhạc sĩ Minh Vi sẽ có đôi lời chia sẻ và quyết định về giải thưởng ấn tượng này. Có thể tiết mục mình thấy là hôm nay mình diễn xuất tốt, hát tốt, nhưng ở phương diện của bốn giám khảo đây, chúng tôi phải đưa ra những lời công tâm nhất. Tiết mục đó mình thấy hay, nhưng sẽ có sự tranh luận giữa bốn giám khảo. Đôi khi tiết mục đó diễn hay, nhưng cái cách hát hoặc gì đó mà chưa chuẩn, chưa gì đó, thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả những khán giả xem đài. Nên mong các bạn thông cảm. Hôm nay cả bốn chúng tôi đều thống nhất là không có tiết mục ấn tượng. Còn một câu cuối cùng, trong bảng này tất cả là 5 cặp đôi, có cặp đôi nào không đủ tinh thần đi tiếp hay không? Là Vũ Thanh và Bảo Trí thì cũng có rất nhiều công việc bận bịu. Cái thứ hai thì cái thời gian dành cho chương trình nó cũng không có được nhiều lắm. Cho nên mà nếu có tiếp tục đi chăng nữa thì sợ cái hiệu quả nó cũng không có. Cho nên là hai anh em cũng đã quyết định như vậy. Bảo Trí xin chia sẻ như vậy, là Bảo Trí nghĩ là hình như là chương trình của mình là có cái phần lội ngược dòng. Thì Bảo Trí cũng xin phép là tại vì thời gian này Bảo Trí và anh Vũ Thanh đang bận thì có thể là không tham gia được. Xin có thể cho Bảo Trí, anh Vũ Thanh có thể tạm vắng thời gian. Sau khi quay trở lại lội ngược dòng là hy vọng Bảo Trí và Vũ Thanh sẽ có những tác phẩm hay hơn nữa để cống hiến cho chương trình. Thì không biết là ý của ban giám khảo như thế nào ạ? Quân tử nhất ngôn. Thật sự hai đàn anh trong nhóm thí sinh đã có cái quyết định của mình và cũng như có cái lời hứa sẽ trở lại lội ngược dòng thật ngoạn mục. Thì tôi nghĩ là tất cả bốn giám khảo chúng tôi sẽ trân trọng cái quyết định này. Các vị còn lại có đồng ý không ạ? Anh Linh, cô Ly. Nghệ sĩ Như Huỳnh cũng rơi nước mắt rồi vì sự lựa chọn này. Nhưng mà đây không phải là cuộc chia ly đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại đàn anh của mình tại vòng lội ngược dòng. Và quyết định dừng lại này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không căn cứ vào điểm số cộng của hai vòng giao đấu 1 và vòng giao đấu 2 nữa, mà chúng tôi cũng xin trực tiếp chúc mừng bốn cặp thí sinh còn lại đã chính thức bước vào vòng tiếp theo của chương trình. Chương trình sau ca cặp đôi vàng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Và Hữu Tính xin chào tất cả quý vị đang cùng theo dõi chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng 2018. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như tuần trước chúng ta đã được thưởng thức những phần trình diễn rất đặc sắc đến từ các thí sinh ở bảng A, thì tuần này chúng ta sẽ đến với những thí sinh ở bảng B, vòng giao đấu 2. Và tương tự như cách thức thi của tuần trước, chúng ta sẽ cùng cộng điểm của vòng giao đấu 1 và vòng giao đấu 2 để ra số điểm cuối cùng. Căn cứ vào số điểm này, chúng ta sẽ biết được cặp thí sinh nào có số điểm thấp nhất bảng và tất nhiên sẽ phải dừng cuộc chơi ở đây. Nhưng có một tin vui, đó là ở mỗi tuần thi chúng ta đều duy trì một giải thưởng, tiết mục ấn tượng do ban giám khảo bình chọn với giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Tất cả các thí sinh hãy cố lên nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón bộ tứ quyền lực của Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng 2018. Xin được chào đón ca sĩ Quang Linh. Xin được giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam.
xin được giới thiệu nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly. Một tràng pháo tay thật lớn cho bộ tứ quyền lực của tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Còn bây giờ xin mời bộ tứ quyền lực sẽ về ghế nóng của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay hết sức là nồng nhiệt để chúc cho tất cả các cặp thi của chúng ta tối nay sẽ có một đêm thi rực lửa và thành công. Cảm ơn lời chúc hết sức là nhiệt tình của Hữu Tính. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi đầu tiên sẽ mở màn trong chương trình hôm nay, vòng giao đấu 2 của bảng B. Hôm nay ngày buồn thảm, tháng bi ai, năm đau khổ. Tại tòa án hạnh phúc của chúng tôi tiếp nhận hồ sơ ly hôn số 18 giữa nguyên đơn chị Jennifer Sơn Ca và anh bị đơn Johnny Huy Vũ. Tôi xin tuyên bố khai mạc phiên tòa. Thôi, vui lắm hả? Hôm nay là phiên xử cũng như là phiên hòa giải cuối cùng. Hai đương sự có còn lời nào để nói với nhau nữa hay không? Tôi không còn lời nào để nói với anh ta nữa. Tôi cũng không còn lời nào để nói với cô ta nữa trơn á. Bây giờ chỉ biết là xin mấy anh ban nhạc làm ơn làm phước cho Johnny xin một chút music để lấy ngẫu hứng cãi lộn với cô ta. Tông son thằng thứ nè, tóc của tôi chết với tôi. Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vui lại lên, sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa, tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tanh. Xuân phố bỗng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua, cứ ngỡ bỗng dáng mái tóc ngã thương người xưa. Thì ra mình say nên từng bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Hey! Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Anh ơi có hay không, ném cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao miền lắng đồng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Thân chủ của tôi đâu? Thân chủ của tôi đâu? Trật tự, mời tất cả về chỗ. Đã đến mức này rồi thì tôi khẳng định là hai anh chị không thể nào trở về bên nhau được. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần phân chia tài sản. Tất cả những thứ này rất dễ phân chia, nhưng hai anh chị
chỉ có một đứa con chung duy nhất. Mời cháu Johnny Huy Minh. Con trai, cho chú được hỏi, nếu như sau này ba và mẹ của con không còn ở chung với nhau nữa, thì con muốn ở chung với ba hay là ở chung với mẹ? Con chỉ muốn ở chung cả hai người mà thôi. Con muốn ba mẹ không cãi nhau nữa, cùng con ăn cơm, cùng con đi chơi. Vì đã 4 năm rồi con không có được điều đó. Con à, ba xin lỗi con. Ba hứa kể từ nay ba sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan tâm con, chăm sóc con. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng xin lỗi con. Em à, cho anh xin lỗi. Em cũng xin lỗi anh. Johnny. Xin lỗi em. Johnny. Rồi, tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Tôi, chánh án xin tuyên bố hồ sơ ly hôn số 18 không thành. Yeah! Em à, anh sẽ dẫn em và con đi du lịch một tuần luôn. Trời ơi, Minh ơi, mình chuẩn bị đi du lịch rồi. Yeah! Em à, nói nghe nè, sau này dù có bận cỡ nào cũng phải dành thời gian cho gia đình nha em nha. Anh đừng có bỏ em á. Anh hứa mà, yên tâm nha. Đường nào vào thiên đàn ái ân, là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân em. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, là đường vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành sắc bướm, để muôn đời mình còn được yêu nhé. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe tim du tay tìm hư áo, không tình nào say đắm hơn anh. Chuyện trăm năm từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước gông xiềng làm mình tính chuyện trăm năm. Bây giờ thì đang đứng đối diện anh là 4 giám khảo của chương trình, anh muốn nghe chia sẻ từ ai trước? Em muốn xin ý kiến của đạo diễn Hoàng Nhật Nam trước được không ạ? Đây là một cái tiết mục mà anh cảm thấy phấn khích nhất, cả về phần nghe, phần nhìn, và cảm thấy cuốn hút từ đầu cho đến cuối tiết mục. Và anh có cảm nhận như là cái tiết mục này nó giống như một cái bức tranh biếm họa, nó rất là sâu sắc, nó hài hước và nhẹ nhàng lắm. Anh thấy thực sự rất là hài lòng luôn. Kể từ những cái vòng trước nhưng mà đến vòng này thì các em càng tô đậm tính cách nhân vật của các em hơn nữa. Những cái không nhìn nhau, nhìn nhau xỉa xói, rồi cái gác chân qua, rồi đi qua đi lại, tất cả mọi thứ đều có sự tính toán vô cùng chi li. Tính toán bằng những cái nhịp điệu về mặt nhảy múa trên sân khấu á, chứ không phải là cái tuyến kịch nữa. Và dàn bao xung quanh cũng là như vậy luôn. Tổng thể hài hòa và anh rất là thích tiết mục này. Chị thích cái thông điệp trong cái tác phẩm này luôn. Cái thông điệp rất hay. Mà đôi khi có nhiều người trong xã hội, nhiều khi người ta nhìn lại đi. Bởi vì nhiều khi vợ chồng với nhau không có những cái chia sẻ, những cái hiểu lầm, nhiều khi chỉ là hiểu lầm, nhưng mà mình nuôi trong lòng lâu quá nó thành một cái vết rạn rất là lớn. Và cái kết của tụi em cũng rất là hay luôn, rất là có hậu. Nói về hát thì hôm nay chị có lời khen với Sơn ca nhiều hơn. Em hát rất là rõ, chắc
phần diễn của em rất là tốt, nó rất tự nhiên. Tự nhiên nó ra đó. Còn Vũ á, không phải là em hát không tốt, nhưng tại vì tụi em đã tốt cho nên là chỉ có cái sự đòi hỏi hơi cao một tí xíu. Em hát vẫn ok, nhưng giá như Vũ em hát chắc một tí xíu nữa, nảy một tí xíu nữa ở cái hai cái bài đầu, nó sẽ hay hơn. Và chúc cho hai bạn sẽ còn có những bất ngờ, những ấn tượng, những màu sắc khác trong các vòng tiếp theo. Khu Huy Vũ và Sơn Ca, thưa quý vị. Trời ơi, làm cái giải xì mà đầu quay cuồng cuồng á trời. Phải ráng lết về tới ngôi nhà của mình nữa để... Ôi mừng quá, tới nhà rồi. Vì nhà cửa và trong quê trong quốc à. Vợ ơi, kéo anh vô vợ. Đầu đầu quá. Ôi, nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi, nó bền bồng, nó bồng bền, riêng đời chẳng quên được màu. Hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rầu nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặc đời sẽ đi về đâu. Cho nó bập bệnh, nó bập bền, chuyện đời chẳng xui được ta. Khi đất cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Em ơi anh đâu có sai, phải rồi anh đâu có sai. Hôm qua anh nhảy xuống ao, anh tắm dưới ao là ao cá dồ. Gặp gần khổ cái đời tôi, bền bồng thấy mà mê. Nghiêng qua bước dài bước ngắn, chán chê ôi vợ, cái mà là vợ. Em ơi anh không có sai nha, phải rồi anh không có sai. Hôm qua anh bám gốc cây, ngủ dưới gốc tre ở nơi công làng. Râu nồng chỉ dài ly, nhịp nhàng để mà phê. Rồi đây chứng nào tật này, thôi anh xin chừa cái mà là chưa. Trời ơi, ồn quá vậy hả? Cái gì mà ồn không để ai ngủ vậy hả? Nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi, nó bồng bền, rồi muôn sẽ quên được mau. Vô, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặc đời sẽ đi về đâu. Nó bập bền, sầu muộn sẽ quên được thôi. Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Bạn ơi, anh Tư, anh Tám, anh Bảy, nhậu xong bỏ tôi bất tiêu hết trơn vậy. Mày là thằng nào? Hả? Tôi á, tôi là năm quán chồng bà nè. Bà nhậu hả? Nè, tôi nói cho ông biết, tôi đang ngủ trong căn biệt thự hoa hồng êm đềm này. Ông về ông la làm tôi thức giấc là tôi quế quế với ông rồi. Mà tôi nói, ôi đâu mất tiêu rồi. Ủa bà kêu cái gì? Ông giấu tôi đúng không? Giấu cái gì? Ghệ. 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 Là bộ bà hả? Bà kêu con ghệ bà ra đây. Kêu nó ra đây. Tôi đâu biết nó ở đâu đâu. Đâu đâu rồi, bước ra. Trời ơi, ồn quá. Chị Tư, tao quế hai vợ chồng. Tao ngủ trong này, giờ chồng mày về phá ồn quá. Thôi tao đi về ngủ cho nó an toàn. Tư, ở lại nhậu với em chứ về bỏ em mình sao Tư? Mà ồn ào quá. Khoan đã, về trời. Bỏ em đây em nhậu mình, tao nói em khùng sao Tư? Bà này chơi kỳ quá. Rồi tao về tới nhà tao rồi nghe. Rồi chúc Tư ngủ ngon. Ngủ ngon nha, mơ đẹp. Bà, vậy bữa nay bà đặt nhậu nữa hả? Bình thường. Tại sao bà nhậu? Ông hỏi tôi hả? Câu này á
Tôi hỏi ông mới đúng nè. Gần một tháng nay ông làm cái gì mà ông nhậu say xỉn? Sáng đi sớm tối khuya mới về, về thì xỉn quá trời xỉn luôn. Tại tôi buồn. Ông buồn cái gì? Tôi buồn vì mấy con cá nó chết nè. Rồi tôi buồn vì làm ăn thất bại nè. Rồi tôi buồn nhà mình nghèo nên tôi đi nhậu. Anh nói sao? Anh nhậu để cho hết buồn đúng không? Nhậu để cho hết nghèo đúng không? Được. Được rồi. Anh bước qua đây. Anh bà làm đây. Cái gì vậy bà? Anh ngồi xuống. Thôi đi. Ngồi xuống cho tôi. Bà bình tĩnh. Anh ngồi xuống. Anh muốn nhậu đúng không? Nè, anh uống đi. Anh uống đi. Uống đi. Được, anh không uống thì tôi uống. Thôi được rồi, bà đừng uống nữa. Anh nhậu đi, anh thích nhậu lắm mà. Anh nhậu cho mấy con cá nó sống dậy. Anh nhậu cho ngôi nhà này trở nên giàu sang. Anh nhậu cho nhà này tan hoang, cho nó đầu vừa lòng anh đi. Anh không có thương vợ con anh mà. Vợ ơi, anh trách em đâu phải để bắt đến, nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sâu từ lúc tôi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa chọn ân ai nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Cho người yêu con thương con thật nhiều như chồng. Vì đôi ta lỡ làng trên vùng ăn năn, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Thôi anh hiểu hết rồi mình ơi, anh hứa anh sẽ không đi nhậu nhiều nữa nè. Anh sẽ cố gắng làm ăn nuôi cho con và nuôi vợ. Giờ tha lỗi cho anh nha. Nói được là làm được đó nha. Mà em nói anh nghe nè, phải ráng làm ăn đi, thấy không? Mất kèo này mình bày kèo khác. Chứ bây giờ nhà mình á đông hơn rồi đó. Ủa? Nhà mình ba đứa con với hai vợ chồng mình đâu ra đông? Không, còn một đứa nữa. Ở đâu? Đây nè. Mày có bao nhiêu hả? Dạ thiệt. Mừng quá. Coi nghe con đi anh. Ôi trời, nó đá anh trời. Xạo ghê không? Thôi thôi, tụt. Dạ nghe không nghe. Tụt ngủ ngon. À, mà sao giờ có bầu mà lại đi nhậu? Tôi xui đó. Vợ chồng với nhau có gì nói với nhau một tiếng, tâm sự với nhau một tiếng. Trời ơi, nãy giờ nói chứ nó đâu có nhậu đâu. Mình tôi nhậu thôi à. Nó, người nó mùi rượu là tôi rưới lên cho nó đó. Rồi bây giờ hai vợ chồng về chưa? Dạ rồi. Vui chưa? Vui. Mới có con đúng không? Dạ. Nhậu đi. Nữa hả? Coi chừng té đó Tư, cẩn thận đó. Chúc mừng Lê Trang và Thanh Vinh. Vâng, và trình diễn vừa rồi đương nhiên là sẽ không thể nào mà đạt được cái thành công như mong đợi nếu như không có phần hỗ trợ của diễn viên Ngọc Hoa. Xin cảm ơn diễn viên Ngọc Hoa. Và bây giờ xin mời Lê Trang và Thanh Vinh sẽ nán lại sân khấu để cùng nghe nhận xét của ban giám khảo nha.
Không biết là bạn sẽ muốn nghe lời nhận xét của giám khảo nào trước? Anh Quang Linh đi. Đầu tiên là về phần hát. Thứ nhất là Vinh trước, quan điểm của anh rất thích những ca sĩ hát đúng nhịp nhá. Nhưng mà riêng cái bài vừa rồi em lại bị đúng nhịp quá, thế là nó mất đi độ của người say. Say ta chẳng đúng nhịp thế đâu. Em phải nảy lên một tí nữa. Ví dụ sẽ có câu em đúng nhịp mà câu sau em phải lơi ra một tí. Thì như đúng là tôi đang say, ví dụ thế. Với những người khác thế nào thì anh không biết, nhưng riêng anh thấy từ kịch bản cho đến các cái thoại, cho đến cách hát đối đáp của hai em, nó rất là chặt. Cái tiết mục vừa rồi thực sự là hai bạn chiêu đãi cho khán giả, tức là hai cái phần. Phần đầu giống như là những cái thanh âm của những người say, giống như là túy ca vậy đó. Nó rất là thú vị, nó có cái gì đó tiếu táo đời, và dĩ nhiên là có thêm một vài cái câu lơi nữa như ý anh Quang Linh nữa thì nó sẽ chân thực hơn nữa. Đó, và đúng là cái trong tiết mục này từ say đến tỉnh, rồi từ hài đến bi, nó chỉ là trong một cái ranh giới mỏng thôi. Và nó cũng giống như trong cuộc đời, trong từng cái thân phận. Đó thì anh thấy là nó cũng có những cái thông điệp nó dễ thương. Và cái phần diễn của hai em anh rất là thích. Anh thấy là mọi thứ nó diễn ra vô cùng là tự nhiên và nó rất là đáng yêu luôn. Chúc mừng tiết mục này. Rồi, xin cảm ơn những lời khen có cánh từ ban giám khảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thiệt tình à, ở nhà có hai cha con mà riết tôi không biết tôi là cha hay là con của nó nữa. Suốt ngày nó tặng đồ chơi con nít hoài ha. Mà thường bữa tặng này kia coi cũng vui, còn này tặng là con chó làm được cái gì? Đồ chó dởm. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, con chửi mày cái là mày biết trả lời hả? Nói nghe nè, bây giờ á, thử mà mày kêu cho ông nghe cái là thưa ba con đi làm mới về chắc tao xỉu ngang à. Thưa ba làm cái gì? Ba. Trời đất ơi, giỡn cho ba tí xíu mà. Trời ơi, con hả? Vậy mà ba con tưởng đâu là con chó này nó kêu ba không à? Trời đất ơi, ba hỏi thiệt nha, làm gì mà trong một tuần nay á, bay cứ tặng đồ chơi cho ba hoài à? Thật ra thì cái tuần lễ này nè, con đi làm con thấy ba ở nhà buồn à. Con muốn đổi món cho ba vui à. Mà hình như hôm nay ba có gì buồn buồn đúng không? Không có gì đâu con. Tại người già họ hay suy nghĩ tùm lum tá lả vậy đó, không có gì đâu. Con thấy ba có chuyện gì buồn đâu mà nói con nghe thử coi nè. Ba muốn hỏi con là có bao giờ con có ý định đi tìm má của con không? Từ lúc lớn tới giờ con ở bên đây với ba luôn, con đâu có biết được mặt má như thế nào đâu. Hỏi ba thì ba nói là má con sinh con ra xong là má mất luôn. Thật ra má của con vẫn còn sống. Ba nói sao? Tại sao từ đó tới giờ ba lại giấu con? Ba không cho con biết má đâu? Má đâu ba? Con bình tĩnh đi. Ba xin lỗi con mà. Ba có nỗi khổ riêng con ơi. Lòng ơi, bây giờ con phải về Việt Nam. Con phải về quê hương của con. Con phải tìm má của con. Đi đi con, đi đi. Khoan đã, đây nè, đây. Đây, tấm hình này là má của con. Đi tìm má đi con. Đi đi. Chẳng mẹ được hết công lao sinh thành,
nợ suốt đời một lời ta cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió dù dòng tố cuộc đời vòng tay mẹ chớ che khẽ vô về để thấy lòng nhẹ nhàng bình yên mẹ dành hết tuổi xuân vì con mẹ dành những trong lo tháng ngày mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ mẹ là ánh sáng của đời con là vầng trăng khi con lạc lối dẫu đi chung cả một kiếp chẳng thể bay lời mẹ xuống. Đây nè, đây nè, đây nè, bận vô con, bận vô. Lòng, đi đi, đi về tìm má của con. Đây nữa, con hãy cầm lá thư này về nói với má của con là ba gửi cho má con. Và tuyệt nhiên con không được quyền mở ra trước khi gặp má của con. Nhớ nghe không con? Đi đi con. Cho con hỏi, đây có phải là nhà cô Bảy Lan không cô? Ủa mà cậu tìm ai? Con tìm cô Bảy Lan. Cô Bảy Lan hả? Dạ. Tôi là Bảy Lan nè. Mà cậu tìm cô có chuyện gì không? Thôi đi 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 vô nhà đi rồi nói nha. Đâu rồi? Dạ dạ con đây. Ngồi đi cậu. Ngồi đi. Ủa cô mà hình như cô ở đây có mình nên hay sao cô? Tôi á, tôi có thằng con trai. Nó tên là Long. Nhưng mà năm mà đã 3 tuổi á thì gia đình chồng tôi đòi đi nước ngoài định cư. Nhưng mà tôi á thì không có chịu. Bởi vì lúc đó mẹ tôi bệnh nặng lắm. Tôi muốn ở lại chăm sóc cho bà. Đợi khỏe chút rồi hai vợ chồng tính sao. Vậy đó. Rồi cái hai vợ chồng cãi nhau. Xong cái một đêm mưa ông bồng con tôi đi đâu mất tiêu luôn. Mà người ta nói á, tôi cũng không biết ông đi đâu nữa. Rồi đâu tầm tuần sau mẹ tôi cũng mất luôn. Rồi ngày nào tôi cũng khóc hoài.
không hoài. Rồi đến một ngày khi mà tôi mở mắt ra thì tôi không còn thấy được cái gì nữa hết á. Mà tôi nhớ nó là, tôi nhớ nhất là nó có một ruồi ở bên tay trái này. Rồi từ ngày mà ông bồng nó đi đến giờ tôi không biết là như thế nào nữa. Má, con là Long nè má. Má ơi, con đừng làm mọi người cứ gạt tôi. Bé nó nhỏ nghe nào nó nghe, nó má không nhận tôi là má. Má ơi, con đừng có khen tôi kể rồi con nhận con làm to thôi lắm rồi. Má ơi, con là con của ông Tư Cải nè má. Má, má ơi, má nhớ cái nút ruồi này không? Má, đây nè má. Má, tôi xin lỗi má. Tại sao bây giờ con phải về đây má? Tôi xin lỗi má. Gì? Ba, bây giờ ba mới nói cho con biết là má còn sống. Con biết, đi tìm má. Mong má tha lỗi cho con. Má, ông già, ông già, con về là được rồi. Mà ba cũng không đâu. Ba con đâu rồi? Ba có gửi cho má một cái lá thư. Để con tí. Đây nè má. Đọc cho má nghe đi con. Gửi bà Lan, tôi xin lỗi bà vì ngày trước tôi đã bỏ bà ở lại một mình. Tôi cứ nghĩ tôi đưa con qua đây, tôi sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng thật ra tôi sai rồi. Suốt 20 năm qua, lúc nào tôi cũng sống trong dằn vặt đau khổ, không một đêm nào tôi ngủ yên được. Và tôi cũng không biết cách nào để nói cho con hiểu. Và cho đến ngày hôm nay, bác sĩ nói với tôi là tôi bị ung thư xương thời kỳ cuối. Chắc là tôi cũng không có sống được bao lâu nữa đâu. Đó chắc cũng là những gì mà tôi đã gây ra lỗi lầm với bà. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Long ơi, con hãy thay ba chăm sóc và yêu thương má. Tôi xin lỗi bà. Dù sông tố khó khăn đã qua, mẹ vẫn dõi theo con phía sau. Đêm con đi thênh thang bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp. Trái tim mẹ tựa như tiếng trời, lần đời tròn quay về bình yên. Nơi chốn quay về bình yên.
phục của ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ Triệu Long và đặc biệt là phần hỗ trợ của diễn viên Trường Khanh. Cảm ơn bạn. Có lẽ là do cả hai mình truyền cảm hứng cho nhau như vậy mà những cái cảm xúc sau khi thoát ra khỏi nhân vật rồi thì nước mắt vẫn không thể ngừng tuôn rơi. Đầu tiên xin mời ca sĩ Cẩm Ly ạ. À, ở đây thì hôm nay phải có cái lời khen cho Lan rất nhiều. Khi Lan diễn mà nãy Ly thấy là Lan nhập tâm từ ở những câu hát đầu luôn. Cái sự mềm mại trong cái bài hát Lan có hết, cảm xúc cũng có. Nhưng mà lúc đầu chỉ là cái cảm xúc trong ca khúc thôi. Nhưng mà khi bắt đầu Lan diễn từ từ thì nó càng dâng cao lên nhiều. Và những cái nức của Lan, những cái khóc của Lan, Ly thấy là Lan diễn rất rất là tốt luôn. Còn nói về Long, Long gặp rất là nhiều những cái vấn đề nhỏ trong cái kịch bản này của mình. Chẳng hạn như là cái lá thư đó. Bởi vì nhiều khi mình không kỹ, mình để cái áo nhiều túi quá, tìm nát tan. Ly tưởng là không có cái lá thư đó, là không biết xử trí như thế nào, mà cuối cùng lại tìm được. Cái đó là trong kịch bản hay là tại vì mình để đâu mình không nhớ luôn? Nó nằm ở trong cái ống tay chứ không phải là trong cái thì, túi, cho nên em tìm trong mấy cái túi hoài mà không thấy. Thì bởi vì cái đó là một cái tai nạn dạ. Đó. Tại vì chị thấy em lục từ đầu luôn. Và em có những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, tại vì cái kịch bản của mình, cái bài hát của mình nó hay thì mình cố gắng mình để cho đừng có những cái hạt sạn. Cô Lan không thấy em nhưng em thấy mẹ. Em biết mẹ, chị biết là em đang phân tâm nhưng mà em không thể lắp cầm cái áo lên em lục sục hoài lúc mà cô Lan có nói chuyện. Những cái tích tắc đó nó làm cái cảm xúc của em nó không có đầy. Thì nói anh cũng phải nói luôn, có chút xíu chi tiết. Không có người con nào mà khi mẹ kể tới cái nước đó rồi đó, là kể con tôi vậy, tại sao tôi vậy, tại sao đôi mắt tôi mù. Là người con ngồi đó chỉ nước mắt vàng vụa rồi, không thể nào mà ngồi im. Dạ con ngồi đây. Để ý chút xíu đó thôi. Nhưng mà ở đây anh thông cảm một chỗ là tụi em mới bắt đầu diễn xuất để cùng nhập vào cuộc chơi. Còn một chi tiết nữa, anh không thích Lan hát câu cuối. Cái chỗ đó nó rất là đã, là Long cất vào cái câu là dù giông tố đã qua, thí dụ như thế, Lan đừng có bè vô một cái chỗ đó anh không cần. Chỗ đó người ta đâu còn chấm cái bè nữa. Người ta chỉ Lan cần cảm xúc chứ không cần cái bè. Rút kinh nghiệm anh cho đó thôi. Rồi, chúc mừng tiết mục của hai bạn. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn những đánh giá chuyên môn của nhạc sĩ Minh Vi ạ. Và chúc cho Thanh Lan, Triệu Long chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những lời khen và những tràng pháo tay của khán giả trong những nỗ lực tiếp theo của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng nhé. Cảm ơn các bạn về tiết mục này. Ôi, anh Sơn, anh đưa em đi đâu vậy? Em cứ từ từ, đi cẩn thận nha. Anh muốn dành bất ngờ này cho em mà. Thôi đi, anh bất ngờ gì mà anh bịt mắt em giống như là bị bắt cóc vậy đó. Anh bắt cóc em lâu rồi bây giờ mới hay hả? Anh này. Chuẩn bị nha. Dạ. 1 2 3 tăng 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 tăng. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho sinh nhật của Hồng Trang. Dạ rồi xong, mình về đi anh. Khoan, trời, làm gì về sớm vậy? Ở lại đây còn một tiết mục rất đặc biệt. Đó là một món quà cũng rất đặc biệt của Sơn dành cho em. Gì anh? Biết rồi. Gì vậy? Kêu gì vậy? Nè, bún kêu ngon lành quá đâu. Quên. Tụi họ biết bún mà bún quá trời luôn rồi. Quà sinh nhật anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Trời ơi, trao nhẫn rồi còn nói gì đi nè. Sơn, nói gì đi, nói tình tứ vô. Có nói qua thời hát đi. Ra về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo đường đời. Gió đầu non, gió lòng đầu gầy. Đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Gió miền xuôi, anh đưa em nước lớn nước dòng, để em qua sông qua suối thăm
trong. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm voi, đó vẫn đưa em ngược xuôi. Thôi đi, anh đừng có xạo. Anh nói là anh đưa em đi ngược đi xuôi. Vậy mà có người ha, bỏ người ta ở nhà đi công tác hoài. Không có đâu, em lúc nào cũng là số 1 của anh hết trơn. Ơi, lãng mạn quá đi. Nhưng mà Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi, Trang, Trang có biết không Trang? Hôm nay anh Sơn đã bao cả cái quán này là vì Trang. Và cái quán hôm nay cũng có một tiết mục đặc biệt dành tặng cho Trang. Cảm ơn, tôi không nhận được không? Phải nhận, phải nhận. Ok, ok, nhận. Và để mở đầu chương trình là một giọng hát tươi trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai, nhìn là muốn ăn ngay à, nhìn là thích ngay. Từ ca sĩ Quỳnh Thật 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 Thà. Quỳnh Thật xin kính chào quý vị. Tôi nể ông thiệt nha. Vợ lớn vợ nhỏ gì đâu mà thuận quả trơn à. Bữa nào chia tôi miếng bí kíp nha. Nghe yo. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào ngày nào. Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Em có bề nào ai đón ai gì vậy? Trời hát hay quá trời luôn. Hay gì mà hay? Buồn hiu buồn hiu à. Buồn buồn. Ơi sinh nhật mà buồn quá à. Chơi nhạc sôi động lên đi, vui lên. À nhạc sôi động lên. Chơi đi. Go. Woo. Hát luôn. Cái gì vậy? Buồn tôi ra đi. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Anh Thật, buồn tôi ra. Đi anh ra. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Đi đâu? Đi ra. Đi đâu? Đi về. Về đâu? Về quê. Quê nào? Quê của tụi mình. Tôi không có quê hương gì hết trơn á. Tôi là ở đây, cuộc sống tôi ở đây, bây giờ là tôi ở đây. Còn tương lai của em thì sao? Tôi với anh hết rồi, anh đi đi. Trang à, bỏ hết đi em. Mình sẽ về quê, mình làm lại từ đầu. Anh hứa, anh sẽ đi làm. Anh làm ngày, anh làm đêm, anh làm tất cả mọi thứ để lo cho tương lai của chúng ta. Còn số nợ của ba má em thì sao? Anh sẽ trả. Anh trả tới khi nào? Một năm, hai năm, hay ba năm? Trả cả cuộc đời của anh cũng không bao giờ hết số nợ đó đâu. Anh đi đi. Trang à, em định làm vẽ người ta đến suốt cuộc đời hay sao? Em chấp nhận. Anh Thật à, đời này em đã nợ anh quá nhiều rồi. Em không muốn mình là gánh nặng thêm cho anh nữa. Còn chuyện tình, chuyện tình của thằng Thật và con Thà năm xưa, anh xem như là con Thà nó chết rồi. Thank you.
ngày bên nhau. Nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào. Sao cuộc đời tựa chiếm bao hết những ước mơ. Lệ tuôn rối nhỏ đêm dài hương thương nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình ai đắng cay. Em nói rằng trọn đời yêu anh, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình yêu ta không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu. Bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu. Bây giờ trả lại chẳng sao. Trong không khí rôm rã này thì thấy có anh Linh anh suy tư quá. Dạ có điều chi ạ? À? Đây là một trong những cái điều mà không phải lần đầu tiên anh nói với hai bạn này. Hầu như gặp lần nào cũng nói hết á. À, mà hai bạn này rất là e ấp, ngại. Chỉ là đứng hát thôi, chứ diễn xuất thì rất là sợ. Nhưng mà hôm nay hai em thực ra là còn rất là nhiều chỗ để bàn. Nhưng mà anh ghi nhận rõ ràng là sự cố gắng của cả hai em. Và anh thấy tại em cứ sợ vậy thôi, chứ anh thấy là diễn được cơ mà. Thậm chí là có một vài chỗ anh thấy khá là tốt là đằng khác. Và anh nghĩ cứ đà thế, rồi các em cố gắng lên đi. Các em vừa trải nghiệm qua một điều mà em thấy rất rất là thích mà. Thì anh mong là cứ đà thế này, hai em cố gắng tiến lên nhé. Chị cũng có cảm nhận giống như anh Linh vậy đó. Có lẽ là tụi em mới nên cái sự vụng về này phải chấp nhận là phải có rồi. Mà tụi em chịu thử sức mình, chịu tháo hai cái nẹp ra là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt có lời khen đối với Thật. Lúc em đứng em diễn, em có cái diễn biến tâm lý đi từng cái bậc thang lên để mà em bung cái câu cuối cùng mà em like như thế. Cái chỗ đó một cái sợ là gọi là chị dùng từ đột phá đối với một người mà như hình Thật. Anh đi đi Trang à, em định làm vẽ người ta đến suốt cuộc đời hay sao? Còn Sơn thì thôi, anh ấy đi như một đại gia, diễn chơi lắm, đi rất là kênh kiệu lên. Nói chung là hôm nay tụi em tiến bộ rất nhiều về cái phần đó, tuy nó còn vụng về. Nhưng mà chú ý kỹ hơn, tại vì nhiều khi mình tập trung vào diễn đó, mình chưa có quen, mình bị phân tâm. Cho nên là cái hát của mình á, nó tròn nhưng nó chưa được sắc nét. Ok, chúc mừng tiến bộ. Dân xin được cảm ơn những lời nhận xét rất là quý báu từ quý ban giám khảo. Xin cảm ơn ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Quỳnh Thật. Bé hai. Ây da, ôi chà. Anh có sao không? Anh không sao. Bé hai chờ anh có lâu không? Chờ lâu muốn chết luôn vậy á. Anh xin lỗi. Tranh thủ để dành tiền cưới người ta đi, chứ để thiên hạ dèm pha hoài coi sao được. Thiệt á, có gì cho em chết luôn á. Khổ quá. Thân anh á thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lang thang rày đây mai đó. Tới cuộc đất chợ chim á, anh còn không có nữa. Đã vậy đó, nè, em coi nè. Cái chân thì bên chấm bên phẩy vậy, ai mà thèm ưng. Bé hai à. Ừ? Nếu mà không có em á, anh không biết làm sao nữa. Đừng có thấy nịnh tôi vậy, tôi tha cho nha. Lần này là phải dẫn em đi theo á. Chứ mấy lần trước em đưa mấy nhỏ đó cho anh dắt qua bên kia, biết nửa đường anh có làm gì vậy đó. Đâu đâu đâu. Ừ, thì em muốn đi thì anh dắt em đi. Nhưng mà anh nói trước nha. Sao? Qua bệnh khổ lắm á. Trời, em đâu có sợ. Quỷ à. Ê, kỳ cục quá à. Trời ơi, cái tướng kìa, nó cưng hết sức rồi trời. Anh chờ em chút xíu nha. Ừ. Em vô em lấy cái giỏ, em soạn đồ. Trời, em đi với anh nha. Anh biết rồi. Ủa bé hai ơi. Bé hai. Dạ. Bé hai.
Ủa làm gì soạn đồ bỏ trong cái giỏ đi đâu vậy con? Dạ con đi mừng ăn. Con ơi con, thất đức lắm đó con. Con không làm nghề này con biết con làm gì. Rồi tiền đâu con nuôi gia đình mình, rồi tiền đâu con lo cho má bệnh. Má biết con vì em, vì má, vì gia đình này. Nhưng mà con ơi, thất đức lắm con ơi. Má à, má yên tâm đi, để đợt này á, con với bé Hai qua bệnh á, xong rồi tụi con sẽ về quê làm đám cưới thật là linh đình luôn. Tới lúc đó má muốn tụi con làm gì á, tụi con đều chiều theo ý má nha. Con ơi, làm dạ. Một lần này thôi nha con, một dạ. Lần cuối cùng nha, dạ. Rồi làm đám cưới nha con, dạ. Má mừng lắm con. Thôi, ủa mà mấy hôm trước má thấy con đi có mình, bữa nay mắc mớ gì dẫn bé Hai đi vậy con? Kìa má, má lại hỏi nữa rồi. Thì con với ảnh trước sau gì cũng là vợ chồng, nên bây giờ đi qua bên đó kết hợp du lịch. Người ta nói là đi tuần trăng mật trước khi đám cưới má. Con nói cái gì vậy bé Hai? Ủa, mén đâu ta? Chị bé Hai ơi, chị bé Hai. Chị nghe nè. Chị, em chờ ngoài này lâu quá nè. Chị ra liền. Má thấy không? Con bán tụi nó mà nó còn nôn hơn con nữa đó. Trời ơi, má lo lắm con ơi. Cẩn thận nha con. Con đi nha bác. Thôi đi anh, lẹ lẹ đi, con nén nó chờ kìa. Nó nói gì nữa kìa? Gì nữa con? À, nó muốn hát cho em một bài rồi đi đó. Không có con, ý em nó nói là muốn nghe giống như mấy bữa mà hai đứa bay karaoke cho nó nghe đó. Thôi tranh thủ hát dạ. Cho em đó ông bà. Ủa, con bà hát đi em. Dạ thì để con dạ. Hát. Dạ. Cưng lắm nói hát đó nha. Đi nhanh em ơi. Em biết rồi, chờ em chút xíu đi. Đi nha, anh chờ đó. Má lại, vài bữa con về nha má. Cẩn thận nha con. Đi nha. Ngày xa rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng, cha xót và buồn trong. Khờ lạc bên ra sao hai đứng lặng mà đau thương cha, nước mắt tuôn trào bao nỗi buồn mênh mông, chỉ xa rời quê nghèo buồn không. Mai đây hai bỏ quê nhà nó phải đẹp lắm chứ. Cái gì mà đồng khô cỏ trái, nắng trời ơi, nắng quá trời. Trời ơi, thì anh đã nói trước với em rồi đó. Mà em muốn nghe anh đâu. Tới chưa anh chị? Đường gì mà xa quá rồi. Vậy nè. Ủa anh tới chưa tới vậy? Chưa. Cái gì mà mày sàng quá vậy, mày đứng ghế chồng tao đi qua đây. Thôi giờ vậy nè. Bé Hai á, dân mén qua đây anh chị nè, qua đây. Em đi thẳng đó. Là tới ở nhà đó. Rồi, tới đó hai chị em vô đó nghỉ ngơi đi.
anh ở đây đợi chút chút xíu rồi anh về liền nha. Thôi đi đi. Đi vô, đứng sàng nè sàng rè, tính hốt chồng ta hay gì á. Dạ tôi chào ông. Wow. Dạ em chào ông chủ. Dạ. Hôm nay chú em mày để anh chờ hơi lâu á. Dạ em xin lỗi ông chủ nhiều. Dạ. Nè. Đếm đi. Dạ dạ. Ồ ông chủ, sao đợt này nhiều vậy ông chủ? Bộ ông chủ lên giá cho em hả? Lần này tao thấy hai đứa, tao đưa gấp đôi, phần còn lại á tao thưởng cho chú em. Ông chủ vô tính quá. Anh ơi, anh ơi anh đâu rồi? Anh ơi. Anh nè. Nói nghe nè. Sao? Ở đây mấy bữa rồi chán quá. Chứ không có cảnh trí gì đẹp hết. Mà công việc cũng xong rồi, thôi mình đi về đi anh. Em ráng ở đây chờ anh vài hôm nữa nha. Anh còn một số công chuyện á chưa giải quyết xong nữa. Để anh qua tỉnh kế bên á, anh giải quyết cho nhanh nhanh rồi anh về, anh đón em về hen. Thôi thì giờ anh đi thì anh đi. Nhưng mà nói nghe nè. Sao? Em nhớ nhà quá. Không mấy. Bây giờ anh hát lại cho em nghe cái bài bữa thằng Út nó nhờ anh hát được không? Trời ơi, giờ mà còn hát hò cho nó em. Chứ em nhớ má. Em nhớ thằng Út quá. Được rồi, được rồi. Coi như anh chịu em. Hồi nín, anh thương nha. Chắc giờ này má trông em dữ lắm. Còn thằng Út nữa, thế nào nó cũng nói chỉ xa rời miền quê mà bấy lâu sao vẫn chưa về, cha xót và buồn trong thương con khờ lạc bên ra sao. Nơi xưa là miền xa được. Được rồi, được rồi, mình về quê đi anh. Đi vô đây với anh nè. Ông chủ, ông chủ ơi, ông chủ. Ông lộn người đó, ông muốn tôi đang ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mày có im không? Buông ra. Trời ơi, ông chủ ơi. Quang ơi. Ây da. Anh ơi, anh đâu? Anh Long. Ông chủ, em ơi. Em. Ông chủ. Ông chủ. Cảm ơn chủ nhiều nha. Trời ơi, khỏe. Ta nói mình không vì mình á thì trời tru đất diệt. Em ở đó chơi vui nha em. Anh về trước à. Ủa mà quên, trước giờ mình đâu có bị què đâu trời. Thôi đi à. Ở đó chơi vui nha em, anh đi à. Trời ơi, ông tha giùm tôi đi. Ông chủ ơi. Anh Hương ơi. Anh Hương. Tại sao anh gạt tôi? Má. Má ơi, con không nghe lời má, con sai rồi. Ông ơi, hai có lỗi với em. Bé Hai ơi, sao con nói con đi với má mấy bữa con về mà sao lâu quá con không về với má vậy hả bé Hai? Má ơi, má. Bé Hai. Ai hát ly sông thương mà sao lòng nghe thương quá, nơi đất khách quê xa chợt nghe lòng bao xót xa. Ngày xa rời mi
được lắng nghe đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cái cấu tứ của cái kịch bản này á, nó mang đến cho anh cái sự bất ngờ và anh không có đoán được. Và cái thông điệp mà của cái tiết mục này á, thì nó mang cái tính thời sự. Nó không chỉ nói đến cái vấn nạn là buôn bán người qua biên giới, mà trong đó nó còn đề cập đến những cái triết lý, đó là quả báo nhãn tiền. Thì đó là một cái điều mà anh thấy nó mang đến một cái thông điệp thực sự là nhức nhối. Anh cảm thấy cái cảm xúc của mình trong tiết mục vừa rồi nó rất là đong đầy, và đặc biệt là cái đoạn cuối lúc bằng tiếng đứng trên cầu hát ra những cái lời như vậy, thì anh mới nhận ra một cái thông điệp, đó là cái sự khuyết tật về mặt thể xác, về mặt cơ thể nó không đáng sợ bằng sự khuyết tật về mặt tâm hồn. Lúc đó một con người mà có tâm hồn bị khuyết tật với cái lương tâm mà bán cho quỷ rồi, gọi là không màng đến chữ đức, chữ hạnh là gì nữa hết, thì nó sẽ rất là ghê sợ hơn rất là nhiều. Đó thì thực sự là chúc mừng hai bạn với cái tiết mục này. Giá như thôi, cái chỗ mà Tuyền đi ra, em hy sinh bớt cái áo, rách bớt, rách cái tay áo hay rách cái gì đó, thì nó sẽ mạnh hơn cái hình ảnh của em. Và hơn, em bị chút xíu, vì cái cột hơi của em vững, em hát chắc, hay, nhưng anh không thích cái rung đuôi của em quá dài. Dư quá, nó không phải là không hay, nhưng mà nó bị lố. Còn ngược lại Tuyền hát có tính cách nhân vật trong bài hát. Nhìn chung đây một tiết mục của em làm có cảm xúc và nhiều cái bất ngờ, chỉ với một cái chiếc cầu tượng trưng cho biên giới của hai bên mà tụi em diễn được cái cảm xúc đó và để cái vỡ òa tới cái cuối cùng luôn, vẫn là một tiết mục rất là đáng xem. Năm cặp thí sinh của bảng B cũng đã vừa trưng trộn hết tất cả các sắc màu, cá tính riêng và phong cách của họ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Kính thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón lại 5 cặp thí sinh của bảng B. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe kết quả. Tiết mục nào đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng ban giám khảo? Chúng tôi xin mời đại diện ban giám khảo, ca sĩ Cẩm Ly sẽ cùng công bố. Và tiết mục ấn tượng của đêm nay sẽ được trao cho cặp đôi Bé Tuyền và Văn Hương. Xin được chúc mừng cặp diễn viên Tuyền Mập và ca sĩ Văn Hương. Và xin mời đại diện ban giám khảo sẽ cùng lên trao giải thưởng ấn tượng trị giá 20 triệu đồng cho cặp đôi xuất sắc của đêm nay. Một lần nữa xin chúc mừng ca sĩ Văn Hương và diễn viên Tuyền Mập. Một tiết mục rất thú vị và xứng đáng với giải thưởng. Xin cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của đêm giao đấu 2. Và thưa các bạn thí sinh, kết quả của đêm giao đấu 2 này sẽ được cộng với kết quả của đêm giao đấu 1 tuần trước. Và căn cứ vào số điểm cuối cùng này, chúng ta sẽ quyết định cặp đôi có số điểm thấp nhất bảng B. Và đồng nghĩa với việc các bạn sẽ phải nói lời chia tay với chương trình. Chúng tôi xin được phép công bố số điểm của đội đã ghi được tổng điểm cao nhất trong ngày hôm nay. Với số điểm vòng 2 của các bạn ghi được là 39 điểm. Và tổng điểm cho cả hai đêm, hai bạn ghi được 78 điểm. Số điểm này thuộc về Sơn Ca và Khư Huy Vũ. Xin chúc mừng. Chúc mừng các bạn đã đạt được số điểm cao nhất. Các bạn đã an toàn. Xin chúc mừng. Và tiếp theo chúng tôi xin được công bố đội theo sát số điểm của đội Sơ Ca và Khư Huy Vũ. Số điểm vòng 2 các bạn ghi được trong đêm nay là 38 điểm. Tổng điểm 2 vòng của các bạn ghi được 76,25. Xin được chúc mừng đội của diễn viên Lê Trang và ca sĩ Thanh Vinh. Và đồng vị trí với các bạn theo sát với số điểm tổng là 76,25 điểm. Với số điểm của vòng giao đấu 2 cụ thể là 38,25, đó là diễn viên Tuyền Mộc và ca sĩ Văn Hương. Xin chúc mừng ba cặp đôi đã an toàn trong vòng giao đấu 2. Vậy là chúng ta chỉ còn lại hai cặp đôi trên sân khấu. Chúng tôi xin được chúc mừng đội ở lại trong tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng. Đó chính là ca sĩ Triệu Long và ca sĩ Thanh Lan. Xin chúc mừng các bạn đã an toàn. Và điều này đồng nghĩa với việc
Rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật. Số điểm của các bạn, tổng điểm trong vòng này là 73,25, với số điểm cụ thể của vòng giao đấu 2 là 37 điểm. Và hy vọng là các bạn sẽ nhớ về chương trình với thật nhiều những ấn tượng đẹp, đặc biệt là đêm nay nhé. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ còn gặp lại ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật trong vòng Lội Ngược Dòng. Xin mời ban giám khảo sẽ cùng chia vui cùng tất cả các thí sinh trong vòng an toàn và gửi một bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Huỳnh Thật.